cô dâu vốn là fan cứng của nhóm nhạc nam 7 thành viên BTS. Chính vì thế, cô đã tìm cách để thần tượng cũng góp mặt trong hôn lễ của mình bằng cách thức đặc biệt này, phản ứng của chú rể gây bất ngờ. Vừa qua, một đám cưới ở thành phố Klang, Malaysia, thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng bởi sự xuất hiện của 7 thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS. Tuy nhiên, các thành viên của nhóm nhạc góp mặt trong hôn lễ bằng cách thức đặc biệt, bằng hình ảnh. Được biết, cô dâu vốn là fan cứng của nhóm nhạc nam 7 thành viên BTS. Cô dâu 25 tuổi có tên Ena Izzati Jamri đã tìm cách để thần tượng có mặt trong đám cưới của mình. Cô muốn để những tấm hình lớn có kích thước to như người thật của thần tượng tại lễ cưới. Bên cạnh đó, cô dâu 25 tuổi này cho biết việc mời các thành viên nhóm nhạc nổi tiếng đến dự đám cưới có vẻ là điều quá xa vời. Nhưng bản thân lại rất thích nhóm nhạc và hy vọng có một đám cưới đáng nhớ nên Jamri đã làm những tấm bìa cứng cắt hình các thành viên Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook và đặt trên sân khấu đám cưới. Cô dâu chia sẻ, vào ngày trọng đại nhất đời mình, để ghi nhớ, tôi đã nhờ anh chị em họ mang những tấm biển đã cắt lên sân khấu và chụp ảnh. Nhiều người trong gia đình tôi cũng là fan của BTS. Họ rất ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ khi tôi muốn mang ảnh thần tượng đến lễ cưới. Dù ý tưởng có vẻ độc lạ nhưng Jamri hào hứng cho biết chồng cô không hề khó chịu mà hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này. Trên sân khấu đám cưới ngày hôm đó, chú rể rất vui vẻ khi đứng cùng các thần tượng của vợ. Thậm chí, khi quay video với quan khách, chú rể Muhammad giơ 8 ngón tay ám chỉ anh hài lòng là người thứ 8 trong lòng cô dâu. Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận về nhiều bàn tán từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã hết lời khen ngợi sự chiều chuộng của chú rể dành cho vợ của mình. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng cô dâu làm lỗ, vô tình biến chú rể thành nhân vật phục trong đám cưới của chính mình. Đối với những bình luận tiêu cực về lựa chọn của mình, Ena nói rằng cô không quan tâm. Cô cho rằng mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Cô dâu 25 tuổi chia sẻ, tôi thật may mắn khi có một người chồng hiểu và ủng hộ sở thích của tôi. Tôi thấy chẳng có gì sai trái khi quan tâm đến thần tượng, miễn là có giới hạn. Lời khuyên của tôi dành cho các bạn là hãy tiếp tục theo đuổi sở thích của mình và làm những gì bạn cảm thấy thích. Việc mong muốn thần tượng có mặt trong đám cưới của mình không phải chuyện lạ. Trước đó, tại đêm tổ chức concert nhóm nhạc đình đám Westlife, một fan nữ làm liều gửi gắm nhóm nhạc nổi tiếng này hát cho đám cưới mình ngay trên sân khấu gây chấn động cả cõi mạng. Cụ thể, ở màn giao lưu giữa các tiết mục trình diễn, Nicki Byrne, thành viên nhóm nhạc Westlife phát hiện một tấm bảng từ fan nữ nhắn gửi tới mình. Nội dung dòng chữ trên tấm bảng viết bằng tiếng Anh, các anh hát ở đám cưới của em có được không? Với kinh nghiệm dày dặn của hơn 20 năm bay show, Nicki đã có màn đối đáp cực duyên. Anh hỏi fan nữ, khi nào em kết hôn và được trả lời, năm 2024. Chỉ mất một giây suy nghĩ, anh cả Westlife đối đáp thật thông minh, như ngày mai chúng tôi đi rồi. Và đề nghị fan nữ đổi sang làm đám cưới vào giữa đêm nay để cả nhóm có thể đem pizza đến rồi hát hò ăn mừng. Không những thế, thành viên Sen còn chủ động mời bạn fan nữ lên sân khấu, đề nghị hát chúc mừng đám cưới trước vì rất khó để họ có thể trở lại vào năm 2024 như mong muốn. Nicki cũng đề nghị bạn nữ gọi FaceTime để chồng sắp cưới có thể trực tiếp thưởng thức món quà cưới mà nhóm gửi tặng. Tuy nhiên vì sự cố mạng nên fan nữ không thể liên lạc với một nửa. Dù vậy, chú rể tương lai vẫn có thể thưởng thức món quà đặc biệt từ nhóm nhạc nổi tiếng này bởi khoảnh khắc giao lưu được chia sẻ ngập tràn mạng xã hội.